Omega 3 là những cái axit béo nó không no và nó rất là cần thiết đối với cơ thể chúng ta rồi. Và cơ thể chúng ta nói chung là nó không thể tự sản sinh ra được cái những cái axit béo không no này. Nên là cách mà để chúng ta bổ bổ sung đó là chúng ta sử dụng những cái viên uống omega 3 hàng ngày. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm omega 369 đến từ hãng Mivitamins. Đó, loại này thì của Anh Quốc nha mọi người. Hàng của Anh Quốc và sử dụng rất là ok luôn. Một hộp của nó thì nó sẽ bao gồm là 120 viên, 120 viên và trong này có những cái thành phần như thế nào và có công dụng ra sao thì ngay bây giờ mình sẽ giải đáp cho mọi người luôn. Thì mọi người biết rồi, đây là viên uống bổ sung omega 3, 6 và 9. Loại vitamin này nó có nguồn gốc từ tự nhiên, từ nguồn gốc từ cá và thực vật nên là các bạn sẽ thấy là nó rất là tốt cho cơ thể chúng ta. Đặc biệt là nó giúp cho chúng ta duy trì mức cholesterol và giữ cho huyết áp của chúng ta một cách khỏe mạnh và hỗ trợ cho chúng ta là bổ sung thêm cả vitamin E chống oxy hóa, chống lão hóa da, giúp cho da chúng ta khỏe mạnh, giúp cho bổ sung cả DHA và EPA giúp cho chúng ta thấy là cơ thể khỏe mạnh, mắt sáng. Đấy, và trí óc là chúng ta thấy là cũng là rất là khỏe luôn nha mọi người. Đó. Loại này thì ngoài ra thì nó sẽ giúp cho chúng ta là bổ sung cả biotin. Đấy, và giúp cho chúng ta là bổ sung một cái lượng tinh dầu vừa đủ cho chúng ta. Đấy, chiết xuất từ dầu cá omega 3 đấy, dầu hướng dương rồi là các thành phần khác để chống oxy hóa ví dụ như là vitamin E thì họ hỗ trợ sản phẩm sẽ làm cho chúng ta là vừa tăng cường cái sức khỏe đấy, ổn định được cái lượng cholesterol, ổn định điều hòa huyết áp cho chúng ta luôn. Đấy. Bạn nào mà muốn bổ sung omega 369 thì các bạn có thể sử dụng cho mình cái loại 120 viên của hãng MyVitamins của Anh Quốc này nhá. Đấy, thì còn thắc mắc cho cái sản phẩm omega 369 này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0985 328 298 thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người về cái sản phẩm omega 369 của nhà MyVitamins này nhá. Ok, xin chào cả nhà.